Củ to quá, củ này củ to quá nên là cái rễ nó mọc sâu hơn đấy các bạn. Nếu bạn ấy nhổ được cũng rất là vất vả. Cả gia đình nhà bạn ấy đang đếm, không biết là được bao nhiêu củ các bạn. Ok, xin chào tất cả các bạn, tôi là Nelson Đức Trời. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi đi phong cuộc sống châu Phi. Sáng sớm nay thì mình có mặt tại dưới trang trại là gần 6 giờ rồi các bạn. Thì hôm nay là Su Hào bên nhà Maria là cũng đã to đấy các bạn. Thì hôm nay mình giúp đỡ các bạn ấy bán một số củ to thôi. Còn những củ nhỏ thì khách hàng không có mua, nên là mình sẽ thu hoạch củ to. Tira Su Gran nữa. Nhà Maria củ này là chắc là cũng phải được 1 cân đấy các bạn. Có bạn leo sơn thì bạn ấy ngủ ở đây. Còn nhà bạn Maria thì sáng nay vẫn chưa sang nơi. Ok. Ở đây nhà bạn Maria là không có bón phân đâu các bạn. Mà đất nó tốt như này, một củ đã to rồi. So grande. Es no, es de ta. Si de sa come. To. Nó khủng nhiên đấy các bạn. Leo ơi, vinh kia dù đà kể leo sơn cổ tắc kháy bụt kè phát cà ta là nó tơ bông. Cái con dao kia của bạn là leo sơn nó hơi cùn, chặt là nó dễ bị tách mất cái vỏ. Nên là để cho bạn leo bạn ấy sẽ ra thì bạn ấy chặt cái rễ. Leo, xin chào tất cả các bạn. Viemos dar uma ajuda aqui no Nelson, nosso gerente. Ajuda Leo Sơn. Sim. Sí. É Suhao lá do Leo Sơn bem grande. Bem grande. Esse tá bom. Esse tá bom. Aí tá bom. Lá em cima, tá bom. Vít đủ leo sơn á. Ất thì oi view en phía taxi bánh đi với siêu để mà nha. Cũng ở bên chỗ nhà bạn Maria bây giờ là cái củ nhĩ của Su Hào này là nhiều củ nó vượt trội đấy các bạn. Rất là to, đất của khu vực bên nhà bạn Maria cũng rất là tốt đấy các bạn. Cứ đủ là đủ kỳ về á. Sì. Sẽ như người đang đủ về. Còn Francisco, xin chào các bạn nào. Xin chào các bạn, tôi là Francisco. Churrao muito grande. Ok. Um quilo. Sim, um quilo. Muito pesado. Muito grande. Atrás, Leo Sơn. Tá bom. Afora aqui tem uma.
đây thì toàn bộ su hào đây các bạn. Là các bạn châu Phi thì các bạn ở Angola cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy những củ to như thế này các bạn. Năm nay là những củ su hào là xuất sắc từ năm ngoái. Năm ngoái nhà Maria trồng khoảng một ít thôi các bạn, không nhiều, bạn trồng thử nghiệm một ít ở bên xóm rừng kia thì củ cũng bé bằng củ như này thôi các bạn. Còn bây giờ là toàn bộ những củ bé thì không có bán được đâu các bạn. Lên đấy thì khách hàng người ta bán cũng rất là khó, người ta buôn thì người ta cũng bán khó lắm các bạn, nên là bây giờ chủ yếu là thu hoạch những củ to thôi. Còn chỗ su hào này là mình đang thu hoạch là bên nhà bạn Antonio, gia đình nhà Antonio và Maria các bạn. À, thu hoạch xong nhà Antonio thì còn thiếu bao nhiêu mình sẽ quay trở lại trang trại của mình là mình sẽ thu hoạch lên đây. Những cái củ to mà một ký một cân như này, một cân ấy thì là một cân một củ là khoảng tầm 60 củ là đầy bao rồi. Một bao này thì là như mọi khi là mình mua là vẫn là một bao là loại một bao 150 ký đi các bạn. Pequeno de sa Nelson nhé, nó về đây bông Clintino Keru so gran được so xin nó con ta vai lanh sim ở kia Nelson này, lanh sim ở kia tanh pô củ ra được. Ở trên này còn một số củ to đấy các bạn, còn dịch trên trên cao này thì nó đang bị khô, đất nó khô mới cả nó ớm ấy các bạn, ớm nên là su hào không lên được, củ rất là nhỏ. Củ nhỏ thế này thì vào trái vụ thôi, trái vụ là về mùa nắng ấy thì là su hào bán ấy, còn thì su hào mới có giá trị. Còn về mùa lạnh này thì các nơi là đều có su hào bán rất là khó, những củ bé này là gần như là không bán được đâu các bạn. Mau Honda Rabbit đuôi. Đã Leo Sơn. Ok. Ai tên Umagran rồi. Ở kia vẫn còn một hai củ nữa các bạn nhiều lốt. Ở đây là gia đình nhà bạn Maria tưới cũng rất là ẩm nhé các bạn nhé. Trên này, đây là đất mà các bạn ấy tưới ngày hôm qua, đất ẩm như này các bạn. Mà su hào phần trên kia nó phát triển hơi kém, là chắc là do đất nó hơi kém một tí đấy các bạn. Lanh sim lâu tây nè. Super Ken. Ok, nên là bên nhà bạn Maria là cũng đã thu hoạch xong những củ to rồi. Bây giờ qua đây đếm xem được bao nhiêu củ. Ok, Leo Sơn azul con ta để xa fora kia. Để tôi vi busca punheta lên bay xuống. Dạ, vi kì. Con ta để xa fora. Còn bây giờ mình sẽ xuống trang trại mình thu hoạch thêm, đây còn rất là nhiều, thiếu rất nhiều củ. Kia là bạn Leo là sẽ đi xuống chặt su hào. Leo Sơn, con ta để xa fora. Để xa fora ấy.
Sí, de esa fora de caminho, peço depois andar, aumentar esa cua. Sí, sí, sí. Ok. Bạn Nelson này sẽ đếm và giờ chuyển su hào để ra ngoài chỗ ngoài đường này tí các bạn ấy. Ở dưới kia là mình đếm khoảng trên này, nếu mà trên này mà khoảng tầm 50 củ thì ở dưới kia thì sẽ cho vào một bao là 20 củ thôi các bạn. 20 củ thôi. Để lên trên này cho vào nữa là nó đầy là vừa. Mình tính khoảng tầm 60 củ là đầy thôi các bạn. Còn các bạn ở trang trại thì các bạn đang di chuyển sang bên vườn của mình rồi đấy các bạn. Là khu vườn này, cũng chỗ mặt đằng này đấy các bạn, là cũng đã thu hoạch cả 2-3 lần rồi. Bây giờ là đi sót lại những cái củ to thì mình sẽ thu hoạch thôi, còn những củ nhỏ thì cũng sẽ để lại. Còn đây là cái cây cỏ dừa. Cây cỏ dừa các bạn ấy hôm qua là đào cái con sâu cỏ dừa ăn rồi. Còn Maluel đâu nhỉ? Ainda. Bên nhà mình thì su hào cũng khá là to đấy các bạn. Còn trên này thì là uma pessoa vem aqui mais um tu como leu tira dessa depois que se ui começa a contar hein? Porque pequeno da cliente não vende bom amanhã eu vi comprar mais sou da grande gosto sim sou. Na rua qua dá quanto? Ali tem lá 20. Hai bạn đi thu hoạch các bạn. Ở dưới kia thì các bạn Francisco đang đếm dưới kia rồi, đang đếm ở dưới kia 50 củ, trên này thì là lấy 100 củ các bạn. Chủ yếu là những củ to là thu hoạch để mang đi bán đầu tiên thôi. Củ đấy hỏng rồi, ra bệt đi. Để sao pho ra đi, tôi có mê. Củ to quá đấy các bạn. Các bạn lâm tay lên là cũng chịu hết tay. Ok, bú lì tù à. Cái góc trên này thì rất là nhiều củ to đấy các bạn. Quên mất một củ đầu luống. Vê pra tata de surrar grande assim bom. Bom, bom. Aí é nem bem grande. Surrar bem grande. Bem grande, papai. Esse é bom comer. Bom comer. Ontem tem tu comer como? Ontem comer com carne. Carne, bom. Bom, carne de cabra. Então, ontem dá vizinho e não? Vizinho não. Ontem eu comer só em casa com carne de boi. Casa tem quanto pessoa? Só... Sete pessoas. Ngày hôm qua là các bạn mình tặng các bạn ấy su hào là các bạn ấy cầm về nhà các bạn ấy đã ăn hết rồi các bạn. Gia đình nhà bạn ấy vừa mình hỏi là nhà có 7 người và các bạn gia đình nhà bạn đã ăn su hào rất là ngon đấy các bạn.
ăn su hào xong rồi các bạn ấy nhớ. Đã xây ho là 50 minutos, 22. L'aire nu junta. O că se mă mă că. Còn phần mảnh dưới này là bây giờ là có còn rất là nhiều củ nhỏ và các bạn ở trong trang trại thì các bạn ấy tưới cũng rất là đẫm đây các bạn. Đất rất là tơi. Đất tơi mềm như vậy và cũng rất là ẩm. Nhưng mà những cái củ này nó bị còi. Còi thì chắc là mang đến thủ đô thì sẽ không bán đâu các bạn, thì là mình sẽ để lại thôi. Mr. Shoham. Nadu ki bang garan aki te khamu tu bong. Ở mặt bên này cái phần đất rất là tốt đấy các bạn, đất tốt nên là củ rất là to. Bạn nêu thì người bạn nhỏ nhỏ thôi. À, đứng vào cái rãnh này là cái nuống su hào là cao bằng lửa người của bạn rồi. Dạ cabo. Acabo la du ki depois botala. Sí, alinda. Aquí lanh bai su ainda, lanh bai su bue. Am. Aquí. Aquí. Sí. Ganza core para quê? Sono. Sol. Sono ni bate a core assim. Bem frio é desse neno. Cota bem é lá do lenha bem subet de muito assim por aí deita porque não deita demora. Ta khai eni saiu a fora com di du mai ko kul plem mu tu jun tu le ok a sing bong anh ra này sinh số 1 kilo bạn đang khoe là bạn ấy gặp được củ rất là to đấy các bạn. Bạn nêu là chắc cũng tắt mồ hôi đấy các bạn. Cô vì đề amar của bạn ta về đây. Đây là rau cải muối dưa đấy các bạn. Hôm qua bạn Manuel là bạn ấy đánh ra là để trồng một ít rồi.
trồng được hết một lửa là chỗ này đã được 3-4 luống rồi các bạn, 4 luống rồi. Còn chắc chỗ này phải được 5 luống nữa, 1, 2, 3, 4, 5 là đến phần trên kia. Còn là dưới này là đất nó ẩm hơn, củ cũng rất là to đấy các bạn. Toàn là su hào khổng lồ thôi các bạn. Quantos? Ganhei, deu problema. Acabou aqui. Eu vou contar o primeiro. Củ to quá, củ này củ to quá nên là cái rễ nó mọc sâu hơn đấy các bạn. Nếu bạn ấy nhổ được cũng rất là vất vả. Mới cả đất ở dưới này nó cứng hơn, nó đất nó nhiều là đất sét đấy các bạn. Các bạn nhìn cái cụm rễ nó to như vậy cơ mà, nó ăn gần hết cái luống ở chỗ cái chỗ khu vực mà nó mọc đấy các bạn. Đất ở dưới này khó nhỏ hơn, không tơi như đất trên kia đâu các bạn. Đất ở đây thì mình lại phải cho mùn cưa phải nhiều để cho đất nó tơi. Còn bây giờ là bạn nêu là bạn sẽ đếm và cho vào trong bao. Chỗ này ngày hôm nay mình đóng vào bao thì là bao này chỉ được 60 củ thôi các bạn. Ở đây là được 60 củ và bao kia cũng được 60 củ. Còn trên nhánh Tông Nô thì chắc là cũng đã đầy bao rồi các bạn. Còn tí lên đấy thì mình sẽ biết ở trên đấy bao nhiêu củ. Bây giờ các bạn hãy chuyển lên xe. Leva Abdure. Bạn Manuel là bạn rất là khỏe đấy các bạn. Bạn ấy di chuyển một bao là ra đến xe luôn. Đây vào gas rồi. Hôm nay là khả năng là bao này cũng rất là nhỏ đấy các bạn. Còn trên đây là nhà Tono và Maria là bạn ấy đang thu hoạch ở trên này. Maria ơi, xin bông đi. Ok, thế là bạn Antonio lại học được tiếng Việt rất là nhiều rồi các bạn. Esse vende cidade? Não. Tá momentar, os moços tem canteiro que não arrancaram, não viram. Esse pequeno não vende. Esse é pequeno. Sim. Esse? Sim. Rồi, xin Maria ơi, xin chào nào. Ok, xin chào anh Goya. Bạn ấy nhìn su hào này còn rất là nhiều nhưng mà bạn ấy tiếc, cũng rất là tiếc đấy các bạn, là su hào bé là không bán được. Su hào bé là không bán được các bạn. Chủ yếu là những củ to thôi. Mete vai buscar Maria ra vai buscar uma saco. Mete seu de saco. Entra seu de saco.
Chỗ này là bên nhà bạn Antonio các bạn nhé. Chỗ này là những củ to thôi, còn những củ nhỏ thì là không tính rồi. Cả gia đình nhà bạn ấy đang đếm, không biết là được bao nhiêu củ các bạn. Bánh gà này, un kilo á. Duzen tudo. E quanto? E oito? E nove? É si grande dezembro, assim ganhar boi. Bem dinheiro. Dezembro? Dezembro, sim. 41, né? 42. Porque só no outro lado não planta bem. Não planta. Ok. Que ainda, saco? 44. 45, como é que já viu? 46, 47, 48, 49, 50. Essa também alguns das quebra. Bom dia. Mano, fora. 50 e quanto, mano? E quatro. Esquerda, saco. 56. Antônio. Todos são esquerda, saco. E quanto? 50, 30? E 60. 60. Tem mais quanto? 6. Ok các bạn, hiện tại là gia đình nhà bạn Antonio và Maria đã hôm nay thu hoạch được thêm là 66 củ các bạn ạ. 66 củ. Azul Cleve, 66 là sa củ. Là đã đầy bao rồi các bạn, 66 củ được đầy bao rồi. Ok, ta bỏ. Vamos pensar em 9. Love, ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ di chuyển ra xe và mình sẽ để xe và sẽ trở lên trên phố để gửi taxi. Còn một bao cuối cùng của nhà Antonio thì mình sẽ đẩy về phần đằng trước xe đấy các bạn. Entra lên cima aqui. Entra lên cima. Aqui, gente. Hoje o carro... Vai sair o mesmo. Hoje o carro vai peidar, vai bufar. Đó là bao của nhà bạn Antonio thì cũng đã cho vào trong xe rồi. Còn hôm nay là trang trại mình thu hoạch được một ít su hào để gửi lên thủ đô bán. Và gia đình nhà bạn Antonio cũng thu hoạch được một ít su hào các bạn. Còn hôm nay thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tá bom? Nào, Antonio, bye bye các bạn nào. Ok, pessoal, terminamos agora de meter a carga. Então, xin chào mọi người. Ok.